Ngày 12 tháng 8, bà Hà Thị Phúc, giám đốc trung tâm y tế huyện Mường Lát, Thanh Hóa cho biết, từ khi ghi nhận ca bệnh bạch hầu đầu tiên vào ngày 5 tháng 8, đến nay tại ổ dịch ở khu phố đoàn kết thị trấn Mường Lát đã có 3 ca mắc bệnh bạch hầu. Trung tâm y tế huyện Mường Lát đã tổ chức phun Cloramin B tại tổ dịch, cung cấp thuốc kháng sinh dự phòng miễn phí cho gần 800 người dân khu phố đoàn kết và hơn 200 người là cán bộ y tế, thành viên ban phòng chống dịch. Sức khỏe của ba bệnh nhân mắc bạch hầu đang điều trị tại bệnh viện ổn định và phục hồi tốt. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tăng cường tuyên truyền và nâng cao nhận thức về phòng dịch, đánh giá nguy cơ bệnh bạch hầu tại các xã, thị trấn và chuẩn bị tốt vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch. Đồng thời giải quyết đề xuất về cấp bổ sung 25.000 liều vaccine bạch hầu để tiêm phòng cho đối tượng nguy cơ và nguy cơ cao tại thị trấn Mường Lát cùng ba xã Giáp Ranh. Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Đầu Thanh Tùng cũng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm việc với các đơn vị liên quan để sớm có nguồn vaccine tiêm chủng, đáp ứng công tác phòng chống dịch chủ động.